Đây, tiếng nói cộng đồng tị nạn Phu Lo Bi Đông do Khối Thông tin thực hiện. Xin kính chào đồng bào. Hôm nay, ngày 10 tháng 7 năm 1981, nhằm ngày mùng 9 tháng 6 năm Tân Dậu. Và sau đây là chương trình trong ngày. Kính mời đồng bào theo dõi.